đều đi thành tử hồi. Câu nghe tình đang ở nơi đâu? Người ta chỉ tôn vinh bạn thi trong tài của bạn có lắm kim tiền. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tình mi nghe băng ai người tốt dính mi vậy nghe bao sầu còn người ta nói có tiền là có quyền tất cả câu nói này thật quá không sai.